chào mừng quý vị khán giả. Trong ngày hôm nay thì nắng nóng sẽ gia tăng ở nhiều tỉnh thành của khu vực Bắc Bộ. Để bảo vệ sức khỏe thì quý vị chúng ta hãy nhớ là mặc quần áo dài tay trước khi ra ngoài đường để tránh cho cơ thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tiếp đến là quý vị không nên để cơ thể tiếp xúc trực tiếp với điều hòa, bởi vì là chúng ta vừa đi ra ngoài nắng về, cơ thể đang đổ mồ hôi và lỗ chân lông đang mở lại tiếp xúc trực tiếp với môi trường nhiệt độ thấp. Vì thế sẽ khiến cho cơ thể rất dễ bị cảm lạnh, quý vị chúng ta cần phải lưu ý.